Dĩ Bãi Cà Phê xin kính chào quý khách. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 16 tháng 5 đến 30 tháng 5, cà phê sẽ free từ 6 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ sáng. Mời quý khách ghé lại uống cà phê, ăn sáng, ăn trưa trước khi đi làm tại Dĩ Vãn Cà Phê 2455 Avin Avenue, cà phê Quỳnh Hương cũ. Tôi đã làm việc với văn phòng biện lý để biến hạt Santa Clara thành một mô hình kiểu mẫu trên toàn quốc về việc truy lùng những kẻ xâm hại tình dục. Qua việc nhanh chóng dùng DNA để điều tra, làm việc trực tiếp với cảnh sát và lãnh đạo cộng đồng, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau giúp San Jose trở thành thành phố lớn, an toàn nhất một lần nữa. Nguyên xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kaliu Today và chương trình Chào Buổi Tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Giang phụ trách, và chào mừng quý vị đến với chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ 6, và vì vậy quý vị nhìn thấy luật sư Nguyễn Hoàng Dương trên màn hình, và Hương Giang xin chào quý vị. Hương Giang xin chào anh Dương. Xin chào quý khán thính giả và chào Hương Giang. Quý vị biết là anh Dương nói là anh Dương sẽ sang văn phòng của Hương Giang để làm sao mà làm được cái background giống như Hương Giang vậy, giống như Hương Giang đang làm tin ở biển rồi sometime ở cầu Golden Gate, hay là sometime ở buổi sáng bình minh rất là đẹp, mà anh Dương thì vẫn sau phía sau anh Dương vẫn là cái giá sách và bản đồ thế giới rất là đẹp nhưng mà nó chán quá, nhưng mà luật sư Dương vẫn chưa có qua văn phòng Hương Giang được. sẽ qua để nhờ mấy cái người bên kỹ thuật đó chỉ, tại vì muốn học cái gì mới cũng khó. Tức là tại vì cái tuổi mình cũng quá 30 rồi. Tuổi quá 30 nói thì vẫn còn rất là hăng mà. Chỉ có kỹ thuật thì nó hơi yếu một chút. Quý vị, bản tin ngày hôm nay Hương Giang sẽ cập nhật đến quý vị những gì xảy ra tại trường tiểu học Rob ở Texas, bởi vì quý vị biết là cho đến ngày hôm nay đó anh Duyên, là ngày thứ tư rồi, tức là từ thứ ba cho đến giờ là chuyển sang ngày thứ tư rồi, Hương Giang vẫn còn upset, không biết anh Duyên như thế nào. Bởi vì quý vị biết là cái vụ thảm sát nó xảy ra mà nó... Anh Duyên à, Yến ơi đi chưa dậy? Làm lại, tại vì sắp hết pin rồi. Oh my god. Hình nó ra như anh ấy rồi không? Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kaliu Today và chương trình Chào Buổi Tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Giang phụ trách, và chào mừng quý vị đến với chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ 6 ngày 27 tháng 5, và chương trình tối thứ 6 chính vì vậy mà quý vị nhìn thấy luật sư Nguyễn Hoàng Dương đang cười rất là tươi ở trên màn hình, và Hương Giang xin chào quý vị, Hương Giang xin chào anh Dương. Xin kính chào quý khán thính giả và chào Hương Giang. Quý vị biết là anh Duyên cứ hứa là qua văn phòng của Hương Giang để nhờ kỹ thuật làm cái background giống như Hương Giang nè. Thế trong hiện đại ngày hôm nay thì làm ở trời sunset, rồi có ngày cái background là ở bình minh. Còn luật sư Duyên lúc nào cũng đằng sau rất là đẹp, đó là bản đồ thế giới, thì giá sách, nhưng mà chán ớ là chán. Không phải, thực sự là nếu mà gặp được cái người kỹ thuật bên đó thì không muốn sửa cái hình sau lưng đó đâu. Mình muốn sửa cái hình trước mặt sao cho còn chừng khoảng 40 tuổi. Chết 40 tuổi, 40 tuổi vẫn còn nói dữ dằn ghê luôn, hăng ghê luôn. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay Hương Giang sẽ cập nhật quý vị tình hình diễn ra tại đúng ra là những gì diễn ra đã bắt đầu như thế nào và kết cục ra sao. Mà tại sao lại nhà chức trách lại thay đổi liên tục những gì xảy ra trong cái vụ thảm sát tại trường tiểu học Rob ở Texas. Anh Duyên biết là cho đến giờ bước qua ngày thứ tư rồi mà Hương Giang vẫn còn upset. Đúng nghĩa là Hương Giang vẫn còn upset. Không biết là anh Duyên khi mà nghe cái vụ thảm sát tước đi sinh mạng của 19 đứa trẻ vô tội, hai giáo viên, anh Duyên nghĩ sao? Tại vì Hương Giang, anh Duyên biết là những cái gì mà xảy ra đối với trẻ em thì bây giờ nó cũng có tác động lớn với Hương Giang. Gần 10 năm trước, cái vụ Sandy Hook nó đã gây chấn động, bởi vì lúc đó con mình cũng học tiểu học và bây giờ thêm một trận nữa. Hương Giang upset bởi vì gần 10 năm nước Mỹ vẫn không có thay đổi. Trước khi mà Hương Giang cập nhật cho quý vị đó, thì Hương Giang có một câu hỏi dành cho anh Duyên nè. Là nhà thực thi công lực, tức là theo lời của ông dân biểu Castro, đại diện cho khu vực San Antonio ở Texas, ông đã có cuộc họp với FBI và FBI thông báo là họ tin rằng là nghi can này, tức là tên Ramos, đã hành động một mình và anh ta không có lý tưởng, không gì hết, và cho đến giờ họ vẫn chưa xác định thực sự cái động cơ đứng đằng sau là gì. Tại sao 18 tuổi đem súng bắn những cái đứa trẻ vô tội như vậy?
FBI nói đây là nghi can hành động một mình. Anh Duyên có nghĩ là nghi can hành động một mình hay không? Khi mà cái đó mình phải chờ điều tra thì mình không có muốn võ đoán là một mình hay là nhiều người, mình không muốn nghĩ tới cái chuyện đó. Cái mà quan trọng là bây giờ cái thảm sát nó đã xảy ra và ai cũng hiện biết rằng là sở dĩ cho dù là cái nghi can này hành động một mình hay là có một cái người nào giúp đỡ cũng vậy đó, là tại vì súng tới tay những cái người tội phạm, cho dù đó là người tội phạm là một con sói đơn độc hay là có một cái âm mưu nào đó, nếu mà không có cái access, tức là mua được súng không có dễ thì nó sẽ khó hơn thôi. Cậu này mua mấy cây súng giết người lúc mà sinh nhật 18 tuổi thì bây giờ một người hay là nhiều người, cái đó mình chờ điều tra xem như thế nào. Anh Duyên biết ở trên mạng có một ý kiến cho như vậy nè. Tên Ramos không có hành động một mình. Sau lưng anh ta là một thống đốc, hàng chục nhà lập pháp tiểu bang, hàng trăm nhà lập pháp liên bang và rất là nhiều quan tòa, thẩm phán liên bang. Họ hỗ trợ tên này, hỗ trợ một cách gián tiếp. Cũng như lời anh Duyên nói, là mua súng nó quá dễ. Ở Texas, 18 tuổi, mua súng bán tự động, có đủ, thưa quý vị, hợp pháp, có đủ điều kiện hợp pháp để mua súng trường bán tự động. 21 tuổi thì được mua súng ngắn. Cái việc mà dễ dàng mua súng như vậy, nó góp phần, muốn hay không muốn, bây giờ người ta nói là cây súng không có tội. Ngày hôm nay, cái hội nghị NRA, tức là hội nghị Hiệp hội Súng trường Quốc gia, diễn ra tại Houston, và ông Greg Abbott, tức là thống đốc của tiểu bang Texas, quyết định hủy, không có tham dự cái hội nghị này. Nhưng mà ông Donald Trump hay là và ông Ted Cruz, đặc biệt là ông Ted Cruz, bởi vì Ted Cruz đang là đương kim thượng nghị sĩ tại Texas, đã tham dự. Và tại đây thì chúng ta có thể thấy là những cái bài phát biểu thì nó cũng giống nhau, na ná với nhau, bảo là cây súng không có tội, và những người tuân thủ theo pháp luật là những người nên được trang bị súng, bởi vì đây là quyền hiến pháp. Họ nói giống nhau lắm. Nói về súng ống thì chắc là dài ha anh Duyên ha. Anh Duyên rất đồng ý với họ, thiệt tình cây súng không có tội, cho nên đâu có ai bao giờ mà bỏ tù cây súng 10 năm 20 năm đâu. Cái chuyện là mình sẽ không bỏ tù cây súng. Nếu mà cái con người mới có tội đó, là cái con người đó mới trả giá, thành ra theo hiệp luật pháp và hiến pháp rất là rõ, cây súng không có tội. Ok, cái vấn đề là mình không muốn cái cây súng, vì cây súng nó vô tội đó, thì đừng có đưa nó vô tay những cái người có tội. Cho nên cái câu hồi nãy khi mà Hương Giang nói rằng là có những cái đồng lõa là thống đốc, là thượng nghị sĩ, là dân biểu vân vân, những người mà làm luật, mà nhất là của cái phía bên đảng Cộng hòa đó, thì cái đó là một cái cách người ta nói, nhưng mà cái cách đó mặc dù nó chỉ là tượng hình thôi, nhưng mà rõ ràng cái sự đồng lõa nó ghê gớm lắm. Chủ mưu là ai? Trước hết là đây, mình nói là những người đó là những người đồng lõa, vậy thì hỏi ai là cái người chủ mưu? Chủ mưu là những cái công ty bán súng bán đạn và tiếp tay với lại những công ty bán súng bán đạn đó để mà làm giàu ở trên máu của đủ mọi người, trong đó có máu của trẻ thơ đó. Thì các hãng súng nó thông qua cái hội súng trường quốc gia, rồi nó thông qua cái ngõ hội súng trường quốc gia đó, nó mới tuyển mộ. Nó tuyển mộ từ thống đốc, nó tuyển mộ từ thượng nghị sĩ, nó tuyển mộ dân biểu vân vân. Thì đó là cái hình ảnh, nó là như vậy. Và đúng, cây súng không có tội, nhưng mà nếu mà mình nó tới cái tay người phạm tội đó, thì nó là một công cụ để cho người ta phạm tội. Vậy làm ơn, chúng tôi chỉ muốn là đừng để cây súng vào tay của cái người phạm tội, có nghĩa là đừng có bán súng. Chúng tôi ra luật kiểm soát súng. Cái đó là một cái suy luận nó rất là rõ ràng, nó đơn giản, nó minh bạch và nó dễ hiểu nữa. Nhưng mà những người đồng lõa này sở dĩ mà họ không muốn hiểu, hay là họ muốn gọi là gaslight mình, nó có nghĩa là thổi khói mù vào những cái chuyện này đó, là tại vì đồng tiền. Mình nói rõ ràng, Ted Cruz chẳng hạn nhận gì tiền nhiều nhất từ hội súng, từ cái hội súng quốc gia này, và dân biểu nghị sĩ Greg Abbott là họ nhận tiền tới một cái mức độ mà ngay bây giờ họ không thể nào mà họ sửa đổi cái suy nghĩ của họ. Nên nhớ là trước
trước khi mà Donald Trump đi nhập cuộc vào chính trị đó, thì Donald Trump là một người nói rằng là phải kiểm soát súng đạn, phải không có cho tuổi trẻ nghĩa là mua súng dễ dàng. Tới khi mà Donald Trump ra ứng cử đó, thì Donald Trump đứng về cùng phía và tay của Donald Trump cũng bắt đầu nhuốm máu quay trở lại. Cảm ơn Duyên. Cái vấn đề súng ống là vấn đề mà nói Hương Nhân mượn cái lời của ông Mark Stone, tức là ký giả của một hãng truyền thông của Anh ngày hôm qua. Ông chất vấn ông Tesco mà cái đoạn băng này chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã lên cả một lượt triệu người xem. Ông bảo rằng tại vì sao chuyện này chỉ có xảy ra ở Mỹ. Ông đặt một cái câu hỏi như vậy: tại sao chuyện này chỉ có xảy ra ở Mỹ, trong khi các quốc gia khác mỗi lần có thảm sát là họ có hành động và thấy rõ ràng cái số liệu là những vụ thảm sát nó giảm, mà ở Mỹ thì cái con số này chúng ta không có thấy, không có cái số liệu khoa học cho thấy là có cái sự tiến bộ về vấn đề thảm sát. Bây giờ quay trở lại, quý vị biết là ngày hôm nay ông Greg Abbott, ông đã bảo rằng ông rất là giận dữ, giận đến tím cả mặt, bởi vì ông nghĩ mình đã bị gạt. Trong những ngày vừa qua, Greg Abbott đã lên và ca ngợi lực lượng thực thi công lực, tức là cảnh sát đã đối phó, đã ứng phó với cái vụ thảm sát rất là nhanh chóng, có hiệu quả. Nhưng mà quý vị biết là vào ngày hôm nay, giám đốc của Sở An toàn Công cộng, hay là mình nói là cảnh sát đi, Sở An toàn Công cộng của toàn tiểu bang Texas, tức là ông Stephen McGraw, ông thừa nhận là những gì xảy ra trong cái vụ thảm sát này có những cái quyết định sai lầm, đã bỏ lỡ những cái cơ hội, có những cái lỗi đã dẫn đến xảy ra trong cái vụ thảm sát này. Bây giờ Hương Nhan chia sẻ với quý vị, cho quý vị thấy là rõ ràng tại sao mà ngày hôm nay, cho đến tận ngày hôm nay, ngày thứ tư, thì lực lượng thực thi công lực họ mới chính thức xác nhận là lực lượng thực thi công lực địa phương đã đưa ra những cái quyết định sai lầm. Bây giờ theo lời của ông Micro thì ông đưa ra một cái bức tranh rất là rõ, cho nên cái phần này là Hương Giang sẽ nói nhiều hơn. Luật sư Duyên nghe chán thì chắc là cũng chịu nha. Theo lời của ông là 11:27 là có một giáo viên, cái phần này nó trả lời câu hỏi là tại sao mà nghi can lại vào được ở phía trong cái building của trường học. Theo quy định của trường là trong giờ học thì building bị khóa, bị đóng cửa, mà chỉ có từ bên trong ra thôi, bên ngoài không có vô được. Tức là có một giáo viên đã mở cửa, để mở cửa mà người ta gọi là prop open đó, mở xong rồi dùng một cái vật gì đó để chặn cái cửa hé để có thể quay lại. Giáo viên đó quay trở lại phòng học, lấy cái điện thoại và đi ra thì cái cửa nó vẫn mở theo cái kiểu là có vật chặn. Đó là lý do mà tại vì sao nghi can đã vào được bằng cái lối đó. 11:27 là nghi can đâm xe vào một con mương, thì sát bên đó có một nhà quàng, hai người đàn ông nghe tiếng xe bị đụng như vậy cho nên chạy ra xem thử có gì cần giúp hay không, thì họ thấy một người đàn ông bước ra khỏi xe, một tay xách ba lô, một tay xách súng. Họ sợ thì lúc đó nghi can quay lại bắn hai người đàn ông này, hai người đàn ông này bỏ chạy và ngay lập tức gọi cảnh sát. Nghi can vào trường, nghi can trước khi mà vào tòa building đó thì đi qua cái bãi đậu xe, vào đến cuối cùng của bãi đậu xe, cái row mà đậu xe cuối cùng, dừng lại bắn một loạt đạn vào ba tòa nhà, rồi nghi can mới vào bên trong. Hương Giang nói ngắn gọn cho quý vị là lúc đó trong trường học không có bất cứ cảnh sát nào, mà học khu đó có đội SWAT làm việc bán thời gian và có 6 cảnh sát. Đây là một cái thành phố rất là nhỏ, ngày đó không có ai, một cảnh sát không có mặt ở trường, thì tình cờ nghe được, tức là cảnh sát trường học đó, tình cờ nghe được tin gọi tổng đài là 911 có nghi can xách súng như vậy, mới lái xe đến trường, thì lái xe đến trường, vô tình băng qua nghi can mà không hề biết, mà lại nghĩ là cái người ở dưới trường, cuối trường là nghi can, nhưng mà thực ra người cuối trường là một giáo viên, tức là bỏ lỡ một cơ hội. Thứ hai, cơ hội này bỏ lỡ một cách vô tình, cảnh sát đã xông vào được trường, đầu tiên là 3 cảnh sát, sau đó có thêm những cảnh sát khác, mà cái điểm cao nhất là có 19 cảnh sát. Họ đi vào theo cái lối nghi can vào, họ đi theo hành lang, họ rẽ và họ rẽ vào bên tay phải thì phòng 111, phòng 111 và phòng 112, nghi can vào ở trong đó.
và cố thủ ở trong đó. Đây là điểm sai lầm của cảnh sát, mà tại hiện trường có vị chỉ huy, ông này là cảnh sát trưởng của cảnh sát học đường, của cảnh sát học khu. Ông này có mấy chục năm kinh nghiệm rồi, ông có mặt tại hiện trường. Thì ông đưa ra cái quyết định là tình huống active shooter, nó chuyển sang tình huống là barricade subject, tức là một tình huống là nghi can xả súng bắn người, thì nó chuyển sang tình huống là cố thủ. Cho nên chuyển sang tình huống như vậy thì cái ứng phó của cảnh sát cũng thay đổi. Nếu như active shooter thì ngay lập tức theo quy định cảnh sát phải xông vào, phải triệt hạ nghi can. Còn mà chuyển sang cái là một cái đối tượng đang cố thủ thì họ cần phải có sự hỗ trợ, họ có thể thương lượng, họ có thể chờ những cái thiết bị khác. Tức là từ cái chỗ active mà nó chuyển sang cái chỗ mà họ chậm hơn. Đó là lý do mà tại sao cảnh sát không có xông vào. Từ lúc cảnh sát, 19 cảnh sát có mặt trên hành lang, có thể xông vào nhưng mà không xông vào. Họ chờ chìa khóa, họ chờ chìa khóa từ nhân viên vệ sinh. Chính vì vậy mà nó mất đến gần một tiếng đồng hồ. Thứ hai nữa, trong thời gian xảy ra như vậy, có ít nhất là hai em học sinh ở trong hai phòng học gọi điện lên tổng đài 911. Kể lại là nghi can đang bắn vào cửa, kể lại là bạn mình đang bị chết, kể lại là hiện tại còn bao nhiêu người sống, còn bao nhiêu học sinh sống được, kể lại, nhưng cảnh sát vẫn không có thay đổi chiến thuật. Và điều này theo lời của ông McGraw, đây là một quyết định sai lầm. Và quý vị biết là nó sai lầm như vậy, nó sai lầm từ đầu cho đến cuối. Hương Giang không có biết nói gì hơn, tại vì mỗi một ngày theo dõi tin đau lòng lắm. Bây giờ cái câu hỏi mà Hương Giang dành cho anh Duyên. Có một câu hỏi thì ông Micro ông đã nhận rồi. Liệu mà cảnh sát họ đánh giá tình hình thực tế đúng thì liệu họ có cứu được mạng sống nhiều hơn hay không? Không ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng mà bây giờ Hương Giang hỏi anh Duyên. Là một khi lực lượng thực thi công lực họ thừa nhận là đã có những cái đánh giá sai về tình hình, đã có những cái quyết định sai lầm, thì liệu sau này có dẫn đến những vụ kiện dân sự hay không? Hương Giang, ngày hôm nay chắc có lẽ thời gian của mình đó, mình đừng có bị đánh lạc hướng. Cái câu trả lời chắc chắn, yes, những cái người mà thực thi công lực mà làm những cái quyết định sai lầm mà bây giờ mình chưa có chứng minh được, mà bây giờ ngày hôm nay cái report như thế này, ngày mai report như thế kia, thì nếu mà giả sử mình được giao phó cho một cái nhiệm vụ mà mình mà bằng chứng chứng minh rằng là mình negligent, có nghĩa là mình tắc trách, thì đương nhiên là cái tắc trách nó tùy cái mức độ nữa. Mức nếu mà gọi là những cái tắc trách mà gọi là còn có thể chấp nhận được đó, thì cái đó là tội về dân sự, nghĩa là những người nạn nhân có thể kiện cảnh sát, có thể kiện trường. Còn nếu mà giả sử cái tắc trách đó mà tới một cái mức độ gọi là bảo vệ chính mình mà coi thường cái sinh mệnh của những cái người dân mà mình phải bảo vệ đó, có thể nó vượt qua tới cái mức độ nó gọi là một cái criminal negligence, nó là tắc trách về hình sự cũng có nữa. Cho nên ngày hôm nay vì mình không có những cái gì rõ ràng, anh Duyên chỉ cho hiểu về cái mặt luật đó, thì cái căn bản là như thế. Cái câu trả lời là yes, có thể kiện hình sự, có thể kiện dân sự, nhưng mà tới một cái mức độ nào mà tới nghĩa là người ta coi thường cái sinh mạng của mấy đứa nhỏ bởi vì người ta chết nhát đó, có thể là bị hình sự nữa. Thành ra mình chưa biết, không có muốn spend thêm nửa tiếng đồng hồ để nói về luật pháp về cái mặt đó. Cái mà mình muốn nói là như thế này nè. Greg Abbott vừa ngay xảy ra cái chuyện đó, bắt đầu họp báo, và trong cái tâm điểm của cái họp báo của chính của Greg Abbott đó cũng y hệt như vậy, là thay vì tập trung vào cái chuyện thật sự đó là cái mục đích là chạy tội, Greg Abbott nói gì? Nói rằng là tôi đã nói chuyện với toàn cấp, nghĩa là từ cấp thấp nhất cho tới cấp cao nhất, tôi nói chuyện với sheriff, tôi nói chuyện với mayor, và mọi người mới nói rằng là cái community của chúng tôi đó có một cái mental health problem. Có nghĩa là gì? Trong cái lối mà họp báo cái giọng đó đó, có nghĩa là cũng lại một lần nữa tìm coi cái trách nhiệm là ai để mà cho mình quên cái chuyện cái súng đi, mà mental health problem. Cho nên
Greg Abbott nói rằng là thấy không, mental health problem là cái vấn đề chính này nọ, và đây là cái records mà của mấy người làm báo ở bên Texas, người ta nói là mặc dù miệng thì nói là cây súng không có tội, cái mental health mới là cái vấn đề chính, và cộng đồng nói rằng cộng đồng này nó bị mental health. Greg Abbott đầu năm này khi mà tính vô cái ngân sách cho giáo dục của tiểu bang Texas đó, thì Greg Abbott đã cắt đi 210 mấy triệu. Cái tiền đó là lẽ ra cho mental health thì Greg Abbott cũng cắt luôn. Như vậy thì cái chuyện mà nói rằng là những cái thẩm định lần này, những cái nhận định lần này là do mental health đó, anh đưa vô Google anh hỏi coi mental health là cái gì thì nó nói là bullshit. Quay trở lại. Anh như nói đúng. Ông Greg Abbott, ông cắt, ông nói mental health, ông nói mental health từ đầu tới cuối, nhưng mà ông cắt 210 mấy triệu của chương trình mental health. Mà bây giờ đó người ta đang tính xăm soi á, là tại vì hình ông cắt cái ngân khoản này để ông qua cho an ninh biên giới, có thể là như vậy. Nhưng mà anh Duyên biết là người theo cái phân tích cho thấy là những người nhận được hỗ trợ về mental health, những người nhận được, họ có một số chương trình có hiệu quả, họ nhận được mental health, nhưng mà cũng những người đó họ vẫn access được súng ống. Đó là cái vấn đề. Ngưng chụp là... luôn. Dạ. Cho Duyên ngưng cái. Trong tất cả những cái thống kê mà bắn ở mấy cái trường học đó, từ cái trường Sandy Hook, rồi Columbine, rồi Parkland, rồi vụ bắn gần đây ở Buffalo, nhiều vụ bắn lắm, thì cái số lượng người mà bị mà bắn người ta đó, số lượng mấy cái, nghĩa là cái phần trăm của mấy cái tay mà giết người đó là vì một cái động cơ nào khác hay là gì khác đó, nó lên tới 60 mấy% mental health, nó nhỏ hơn. Thành ra sở dĩ mà anh Duyên nói đi nói lại như vậy để nói lên một điều là nếu mà xã hội Mỹ này có một cái vấn đề mà nghiêm trọng về mental health đó, không phải là mấy cái tay bắn người. Cái nghiêm trọng mà mental health đó, nó có cái tên là Donald Trump, nó có tên là Greg Abbott, nó có tên là Ted Cruz, nó có tên là John Cornyn, nó có tên là Thượng viện và Hạ viện. Mà trong cái thời điểm này mình chính, hồi xưa đó thì dân chủ cũng y hệt như Cộng hòa vậy thôi, cũng bảo vệ quyền súng thôi. Bây giờ thì mình thấy rằng là trong cái thời gian gần đây đó, một cánh rõ ràng mà gọi là nô lệ cho cái hội sống súng quốc gia đó, cái cánh đó lại là Cộng hòa nhiều hơn, đa số là Cộng hòa. Vậy thì hỏi mental health nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái đám đó đó. Nó nằm ở cái đám mà hồi nãy Hương Giang nói là đồng lõa đó. Vì tụi nó đồng lõa, nó đổ thừa cho mental health. Thành ra cả cái bàn tay của nó, cả cái những cái quỹ ban tranh cử của nó đẫm máu của học trò, của những đứa trẻ thơ là như vậy. Anh Duyên quay trở lại. À, nói về súng ống. Chuyện dài mà anh Duyên thấy là mỗi lần có một vụ thảm sát như vậy là nước Mỹ lại gồng mình lên, lại tranh cãi, lại tranh luận, rồi sau đó đâu lại về đó. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra, Greg Abbott bảo là ở Texas đó, những cái vụ thảm sát, những cái vụ mà bắn súng mà xảy ra tại Texas, cái con số mà tuổi mà 18, 19 tuổi á, rất là ít. Anh Duyên phản biện thế nào? Con số nó nói thôi à, thì đó, hồi nãy ngày hôm qua anh Duyên coi trên cái đài MSNBC, rồi anh Duyên mới thấy rằng là những cái can phạm mà bắn ở mấy cái trường học đó là từ 17 cho tới cái đứa mà lớn tuổi nhất nó là 20 tuổi. Bây giờ Hương Giang thấy là cái vụ Buffalo vừa rồi, cái cậu đó là 18 tuổi, và cái tay Ramos này cũng 18 tuổi. Cái tay mà Rittenhouse, nó đi bao nhiêu trăm dặm để nó qua Wisconsin, nó bắn người ta cũng 18 tuổi. 17. Thành ra 17 tuổi thôi. Đó. Thành ra hỏi rằng là nếu mà như vậy mà Greg Abbott cũng còn có một cái gan để mà nói rằng là nó không phải là cái tuổi trẻ đó, thì cái tay này hình như nó bị tâm thần đó. Quay trở lại. Anh Duyên, Hương Giang, cái này Hương Giang hỏi anh Duyên thôi, tại vì Hương Giang... cả Hương Giang cả anh Duyên chắc là mình không có chuyên nhiều, nhưng mà Hương Giang vẫn cứ hỏi biết đâu lại nghe được câu trả lời hay cũng có. Hay không bằng hên, nhiều khi hên trả lời dạ, đúng không? Biết đâu hên sao?
Bây giờ đó Thượng viện cộng ông Mitch McConnell ông bật đèn xanh để có thể là hai bên Cộng hòa và Dân chủ có thể là bàn đến một cái dự luật lưỡng đảng mà ông nói là trọng tâm chỉ tập trung vào cái vụ Buffalo và cái vụ ở Texas mới đây thôi, chứ ông không có muốn một cái dự luật về súng đạn mà nó phục vụ cái agenda chương trình nghị sự của Dân chủ. Thì mình thấy cái niềm hy vọng. Nhưng mà bây giờ đó Cộng hòa lâu nay họ phản đối cái việc là mở rộng. Quý khán thính giả để ý cái tường trình mà Hương Giang nói rất là chính xác đó. Thành ra người ta chống nhau là bởi vì cái nghị sự đó là nghị sự của Dân chủ. Thấy không? Có nghĩa là người ta không có lo cho dân. Miễn là hãy mà nó là Dân chủ là Mitch McConnell phải chận. Mà bây giờ mình lại hỏi thêm một cái câu nữa là liệu cái bật đèn xanh của Mitch McConnell đó mình có đáng tin cậy không vậy? Đây là cái mà Mitch McConnell là cái người mà từng đi ra nói là Donald Trump là người có tội, Donald Trump phải bị thế này, Donald Trump phải bị thế kia. Tới chừng mà Hạ viện đã impeach Donald Trump rồi, đưa lên Thượng viện, chỉ cần đủ số phiếu ở Thượng viện thôi là Donald Trump sẽ vĩnh viễn không bao giờ dính tới chính trị của nước Mỹ để mà quậy tầm bậy nữa. Mitch McConnell làm gì? Mitch McConnell trả lời vote đó, khi vote là vote no. Vote no, nhưng mà sau khi vote no rồi thì đi ra nói là Donald Trump chưa có thoát đâu, thế nào cũng dính. Những cái con người mà họ nói tới cái giọng đó thì làm sao mình tin được. Bây giờ mình Mitch McConnell là như vậy, mình nghe Ted Cruz cũng nói là Donald Trump là thế này, Donald Trump là bạo loạn, rồi bây giờ cũng gọi là rồi tới phiên cái tay Hạ viện đó, Kevin McCarthy cũng vậy, ra cái điều ngon lành lắm là Donald Trump phải chịu tội, phải chịu trách nhiệm này nọ, xong cái xuống Mar-a-Lago không biết là Donald Trump dí cái đầu xuống làm cái gì mình không biết, bây giờ đổ giọng hết. Vậy thì cái mà gọi là Mitch McConnell bật đèn xanh đó, ai tin thì thôi, ai muốn tin sớm thì tin. Anh Duyên nói rằng là anh Duyên không dám tin đâu, nhưng mà cũng có trong Kinh Thánh có một câu đó là phúc cho ai chưa thấy mà tin. Quay trở lại. Giang tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Đồng ý. Phúc cho Hương Giang không thấy mà dám tin. Ngon nha. Tại vì McConnell đã yêu cầu ông John Cornyn, hồi nãy anh Duyên có nhắc đến cái ông thượng nghị sĩ này. À, và John Cornyn đã ngồi xuống ngày hôm qua, có 3 vị thượng nghị sĩ Cộng hòa cộng 5 vị thượng nghị sĩ Dân chủ, họ đã có một cái cuộc họp. Chưa biết cuộc họp đi đến đâu, chưa biết họ đưa ra những cái biện pháp nào, nhưng mà họ đã bắt đầu thì chúng ta có quyền hy vọng. Cái câu hỏi mà Hương Giang nói là đặt cho anh Duyên để lấy hen đó, coi thử là có được câu trả lời hay hay không đó. Là như vậy, bây giờ Cộng hòa phản đối là mở rộng, check background, kiểm tra lý lịch. Vậy cái câu hỏi Hương Giang là liệu bây giờ có phải là lúc mà nước Mỹ cần phải thay đổi cái luật về cái độ tuổi được mang súng hay không? Cái chuyện không phải là bây giờ, cái chuyện thay đổi là phải thay đổi từ lâu lắm rồi. Mà nhất định là hãy mà đi người ta nói gì thì ta nói, tới chừng mà hứa là cũng không có làm đâu. Đây là cái buồn cười nè, ngày hôm qua sau khi mà bắn thảm sát đồ tùm lum tà la đó, thì là ở bên trên Thượng viện là phía Cộng hòa lập tức làm như là mình thương mấy đứa nhỏ lắm vậy, nó đưa ra liền một cái dự luật. Mà khi ông Chuck Schumer ông nhìn cái dự luật đó rồi đó, ông biết là cái dự luật này có nghĩa là đánh lạc hướng, tức là ra cái điều giống như mình lo cho mấy đứa nhỏ lắm, nhưng mà cái dự luật đó là sở dĩ mình gọi là đánh lạc hướng, mà theo anh Duyên gọi là BS đó, là tại vì nè, cái luật đó là cái luật mà nói rằng là mình ra lệnh cho trường học phải nghiên cứu, phải làm những cái report, phải làm những cái báo cáo để coi những biện pháp nào cần phải củng cố cái trường học, có nghĩa là harden the school, biến cái trường nó thành ra một cái pháo đài, harden nó. Thành ra ông Chuck Schumer, bởi vì cái quyền nằm ở trong tay ổng mà, ổng giục qua một bên, ổng không thèm cho vote luôn, thì cái tay John Cornyn của bên Texas á, chửi, xin lỗi, không phải John Cornyn, Rick Scott của bên Florida đó, chửi nói rằng là Chuck Schumer là một thằng hát, một cái thằng liar này nọ vân vân. Muốn nói gì thì nói,
Chuck Schumer gạt qua dục thùng rác cái dự luật đó rồi. Nhưng mà sở dĩ mà Duyên đưa cái news đó lên đó, để cho thấy rằng đó, trong lúc mà mấy đứa nhỏ đang chết như vậy, cái mà gọi là âm mưu của Đảng Cộng Hòa đó lại là muốn mình mua thêm súng nữa. Thầy phải có súng, cô phải có súng, y tá phải có súng, quản thủ thư viện phải có súng, tất cả mọi người đều có súng. Mạnh Duyên nói mà theo cái lối làm việc của họ như vậy đó, là ông cha giảng đạo trên nhà thờ nên có cây súng. Rồi tại vì good guy đó cần có cây súng, mà mình đi vô dự lễ nhà thờ đó mình cầm theo cây súng, mình đi vô dự lễ chùa mình cầm theo cây súng, rồi cái mình đưa cây súng lên mình nói nhân cha và con và thánh và thần, đại khái nó như thế. Đạo nào cũng vậy đó, hễ mà có đền thờ của Phật, của Chúa, của Hồi giáo gì đó, đi vô mà Allah gì cũng vậy nữa, phải cầm theo cây súng. Chúng ta phải harden the school, chúng ta phải harden cái nhà thờ, và chúng ta phải harden luôn cả những cái chợ nữa, chợ búa rồi mà ngồi tính tiền nó để cây súng cái cạch rồi mình đếm tiền mình tính, và đại khái nó như thế. Rồi xách cái giỏ ra mà trả tiền đó, móc tiền lẻ đó, nhiều khi mình nhiều tay quá, để cây súng cái cạch lên bàn mới móc tiền ra trả tiền. Và cái đó là cái nghị trình của những dân biểu và nghị sĩ Cộng hòa, là good guy cần phải có súng, đặng khi mà bad guy nó bắn đó mà mình chết đó, bỏ vô trong hòm mình chôn theo với cây súng, đại khái nó như thế. Nhưng mà anh Duyên biết là cái vụ thảm sát xảy ra là bắt đầu phía những người ủng hộ súng họ lại kêu gọi thêm một lần nữa, là điều này chứng minh được là trường học cần phải có cảnh sát, phải có nhân viên có vũ trang. Nhưng mà quý vị biết là đây là cái số liệu thật này, trên toàn nước Mỹ có 22.000, tôi nhận nhớ có thể là không chính xác, tức là con số là trên 20.000, trên 20.000 cảnh sát trường học có vũ trang. Nhưng mà với cái con số nó tăng theo năm tháng như vậy, trường học vẫn không an toàn hơn, mà nhiều vụ thảm sát tại trường học nó xảy ra nhiều hơn nữa. Đó là cái con số thực tế mà chúng ta cần phải để mắt tới. Cái vấn đề này một lần nữa, nói đi nói lại nhưng mà khó mà giải quyết. Nhưng mà cái mà Hương Giang muốn nói là một người 18 tuổi có thể đi ra mua được 2 cây súng trường tự động mà súng có cái này vui, có cái này vui. Là hôm nay là ngày thứ 6. Hồi sáng này tại hội súng quốc gia nha, đi tới dự không được mang theo súng nha. Cái đó là cái chuyện nó mới nha. Anh ơi, bởi vì nhiều khi hỏi rằng là có phải nước Mỹ mình nó đang bị có cái vấn đề mà tâm thần không vậy? Đó. Hình như có. Dạ. Có dấu hiệu. Ở đâu cũng được quyền mang súng, cũng nên mua súng, nên mang súng, nhưng mà mà tới dự cái đại hội của súng quốc gia thì cấm không được mang súng. Và như thế mà người ta vẫn tin, như thế mà vẫn có những một số nghĩa là vẫn cuồng nhiệt giải thích coi lý do tại sao mà nó ngược đời như vậy. Thành ra quay trở lại với Hương Giang. Trước khi chuyển sang bản tin khác, Hương Giang muốn nhắc quý vị, 18 tuổi tại Texas mua 2 cây súng bán tự động hợp pháp và có trong tay cảnh sát. Cái số này cảnh sát mới công bố ngày hôm nay thôi, 1657 viên đạn. Quý vị có tin không? Tên này cầm trong tay 1657 viên đạn. Không biết nói nhưng gì mà, đâu. Nói như vậy không có trách được. Viên đạn đâu có làm nên tội, súng cũng đâu có làm nên tội, trách em nó quay trở lại. Và bây giờ quay qua những cái bản tin khác. Ngày hôm qua Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là tòa phúc thẩm tại tiểu bang New York đã bác đơn kháng án của ông Donald Trump và hai người con, đó là Ivanka Trump và Donald Trump Jr., về cái vấn đề Jack đòi ra lấy lời khai của bà Letitia James, bà tổng biện lý của tiểu bang New York. Ngày hôm nay một tin không có hay cho phía ông Donald Trump nữa, đó là một thẩm phán ở New York đã
đứng về phía thỉnh nguyện của bà James, tức là vào tháng 12 thì phía ông Donald Trump đã khởi kiện yêu cầu tòa bãi bỏ cái cuộc điều tra của bà James đối với Trump và Trump Organization, cách thực hành kinh doanh Donald Trump. Thì bây giờ sau gần nửa năm thì tòa mới đưa ra cái phán quyết, có cái phán quyết mà chúng ta biết là cách đây mấy tuần bà James cũng đã đệ một cái thỉnh nguyện yêu cầu tòa là bác bỏ cái đơn kiện này, và ngày hôm nay thì tòa cũng đã đưa ra một cái phán quyết mà quý vị có thể thấy là từ ông Aragon, tức là từ cái thẩm phán mà giải quyết cái về cái vấn đề mà tranh chấp kiện tụng về tài liệu, cái chác đòi tài liệu, rồi bây giờ lên đến cái vấn đề là cái chác đòi ra lấy lời khai, rồi bây giờ toàn bộ cái cuộc điều tra. Thì ba thẩm phán, tức là ba tòa khác nhau, tòa ở dưới, rồi tòa kháng án, rồi bây giờ tòa khác nữa, ba tòa này đều đưa ra cùng một cái lập luận tương tự, đưa ra cái phán quyết tương tự là phía ông Donald Trump họ chỉ có nói suông thôi, cái lập luận của họ không có chứng cứ hậu thuẫn, không có cái lập luận, không có căn cứ pháp lý, chính vì vậy mà tòa bác bỏ. Bây giờ có một câu hỏi mà Hương Giang hỏi dành anh Duyên nè. Mới đây ông Donald Trump đã đăng trên mạng Truth Social của mình, ông đăng lại của một người mà người này theo thuyết âm mưu, ông đăng lại hai chữ nội chiến. Ở bên ngoài có một số ý kiến cho rằng nội không có cần phải gì đâu xa xôi, nội cái chuyện mà ông Donald Trump đăng lại hai cái chữ nội chiến đó, điều đó cũng là một bằng chứng mạnh mẽ để có thể là cho gạt ông ra, không cho ông có đủ tư cách để ra tái tranh cử vào năm 2024 theo cái điều khoản 3 trong tu chính án thứ 14. Cái lập luận này nó có mạnh mẽ không anh Duyên? Thực sự nếu mà chỉ riêng cái chuyện mà Donald Trump nói là civil war đó, nội cái chuyện đó không thì không đủ. Có thể ông nói rằng là ông tôi thấy bây giờ cái đất nước mà cứ như vậy, rồi mà gọi là một bên cứ gọi là ỷ có quyền trong tay ăn hiếp cho tôi, mà tôi là một cái người hiền lành bị ăn hiếp, rồi tôi mới bùng lên cái chữ civil war, nói một cái tiếng vậy mà gọi là bị trừng phạt thì không có đủ. Nhưng mà bây giờ mình mới nói như thế này mới đủ nè. Hương Giang có nhớ là Madison Cawthorn không? Dạ biết. Madison Cawthorn là trước là he là dính vào trong cái cuộc cái ngày sáu viên đó, he dính không có nhiều bằng Donald Trump và những đồng lõa khác, mà dân của Georgia cũng dựa theo cái điều khoản 3 của tu chính án số 14. Dân North Carolina. North Carolina. Dân North Carolina đã dựa theo cái điều 3 của tu chính án số 14 và mới đưa ra tòa. Thì để mà nói rằng là cái tay này gọi là đã vi phạm cái tu chính án số 14, cho nên là không có tư cách để mà ra ứng cử trở lại nữa. Tay này mới đưa lên kiện. Kiện thì tòa dưới đó cho Cawthorn thắng. Mà khi mà tòa cho Cawthorn thắng rồi thì vụ kiện bị kiện tố thượng tố lên trên. Trong lúc mà đang chờ thượng tố đó thì dân của North Carolina đã loại, thành ra Cawthorn đã thua rồi. Tuy là Cawthorn đã thua rồi đi nữa nhưng mà cái tòa thượng tố có 3 vị, trong đó có một vị là do ông Biden, một vị là do ông Obama và một vị là do Donald Trump. Cả 3 vị thẩm phán đó đều nói là Madison Cawthorn đã xứng đáng, không đã bị tội cái tội mà dùng cái chữ là insurrectionist, có nghĩa là tội nổi loạn, tội bạo loạn chống lại nước Mỹ. Mà vì cái tội bạo loạn chống lại nước Mỹ đó, Madison Cawthorn không còn mất cái quyền đó. Thì bây giờ mình không biết là cái vụ đó có là còn lên tới tòa tối cao hay không. Cho Hương Giang nói rõ cái chuyện này. Tức là khi mà kháng án đó, tức là phía bên mà cử tri đó họ kiện và họ bị thua thì họ kháng án. Thì khi mà trong thời gian kháng án thì Cawthorn đã đệ đơn yêu cầu tòa bác bỏ cái đơn kháng án đó. Nhưng mà một hội đồng phúc thẩm khác họ đã bác cái đơn của Cawthorn, họ cho phép cái vụ kiện kháng án kia tiếp tục. Đúng vậy. Và khi tiếp tục xong thì tòa bây giờ ba vị thẩm phán đó sau khi tiếp tục đó mới nói là Madison Cawthorn vì vi phạm và vì
những gì mà Cawthorn làm đó bị ghép vào cái chữ là insurrectionist, có nghĩa là bạo loạn chống lại nước Mỹ. Cho nên tòa này nói là Madison Cawthorn không được quyền ra ứng cử nữa dựa theo cái tu chính án số 14. Bây giờ mình thấy có nghĩa là tòa công nhận, tại vì Cawthorn nói cái gì? Cawthorn nói là dạ có tu chính án số 14, nhưng mà luật sư của Cawthorn nói nhưng mà hồi đó mình có cái luật 5862. 72, mà cái luật, và 1862 đó nó xóa cái tu chính án đi, thì giờ tòa nói không có xóa được. 1862 chỉ áp dụng cho cái nhóm người mà gọi là nội chiến thôi, chứ còn tu chính án số 14 vẫn còn hiệu lực như thường. Và chính vì như vậy ba vị thẩm phán nói là Cawthorn không có ra ứng cử được nữa. Chắc chắn cái vụ này là bên phía bên mấy cái người khác như là Marjorie Greene rồi Mo Brooks là thế nào cũng phải đổ tiền vô cho Cawthorn đưa lên tối cao pháp viện, lên tới tối cao pháp viện như thế nào mình chưa biết. Nhưng mà mình chỉ thấy là một cái tòa thượng tố liên bang mà họ lại dùng cái chữ, cái lý do mà họ cấm tên này đó là họ dùng cái chữ insurrectionist. Vậy thì những điều mà Cawthorn đã làm tới bây giờ mà đã kể là nổi loạn chống lại nước Mỹ rồi, thì những cái điều mà Donald Trump đã làm, nếu mà nói đó nó là cả núi lận. Trong cái ngày đó, nếu mà anh Duyên biết chắc chắn là Hương Giang đã đọc những cái news này rồi, là trong những cái ngày mà trong những chuyện xảy ra đó, chính Donald Trump gần đây nhất nè, cái tin mà gần nhất mà lộ ra nè, là Donald Trump đã nói với Mark Meadows là yes, Mike Pence xứng đáng bị treo cổ. Nhớ cái câu đó không? Đó là cái câu mà Hương Nhâm muốn hỏi anh Duyên đó. Cái lời khai của cô Cassidy Hutchinson, cô chứng kiến, cô này là phụ tá của ông Mark Meadows. Thì cái vấn đề này nếu mà được xác minh là chính xác thì đây có phải là yếu tố cấu thành hay không? Đó, bây giờ thế này, cho tới bây giờ phút này những cái tài liệu đó không có ghi lại, không có chép lại gì hết, nhưng mà có ba nhân chứng khác nhau. Cái cô Cassidy mà Hương Giang nói đó là khi, tức là có một người trước cổ nói cái điều đó, thì bên cái ủy ban đó họ mới mời cô Cassidy vô và họ hỏi cổ là cái chuyện đó có hay không. Cô này nói là có, tức là có hơn một người. Mà cái report tới giờ chót đó là ba người đã nghe cái chuyện đó. Thì thành ra một nỗi cái chuyện là Civil War mình bỏ lên cân, rồi cái chuyện mà đòi treo cổ Mike Pence, Donald Trump ủng hộ treo cổ Mike Pence, bỏ lên bàn cân. Chúng ta nên nhớ cái chuyện mà Mike Pence mà bị treo cổ đó, nó gần sự thật tới một cái mức độ mà khi mà bên cận vệ yêu cầu Mike Pence là lên chiếc xe limousine đó đi, thì Mike Pence nói với lại cái ông mà trưởng toán cận vệ là Tim, tôi tin ông, tôi trust ông, cái kẹt của tôi là ông không có lái cái chiếc xe limousine đó, tôi mà tôi lên chiếc xe limousine đó là ông bỏ ông đi, thì cho nên nhất định tôi không lên cái xe limousine đó, là tại vì cái kiểu này là cái kiểu thanh toán của bố già đó. Lên chiếc xe hơi một cái là một hồi là phía sau có một thằng nó lấy cái sợi dây nó siết cổ chết làm sao. Thành ra tất cả những cái điều đó đó, mà nếu mà mình cứ góp lại thì, và anh Duyên nói thì anh Duyên chỉ nói thôi, chứ thật sự ra bây giờ mình không có còn nói là nghe vòng vòng nữa. Tất cả những cái solid evidence là nó thừa sức để mà nó nói là Donald Trump đã dính cái tội phản loạn rồi, không có nghi ngờ gì nữa hết trơn đó. Chỉ có một cái là vì cái yếu tố mà chính trị nó xen vào đó, cho nên bên phòng điều tra của Merrick Garland ổng thận trọng. Nhưng mà anh Duyên nói rồi, rồi ra nếu mà công lý của Mỹ mà làm đúng thì Donald Trump phải ở tù về cái tội phản loạn đó. Quay trở lại cũng nói về ông Donald Trump, nó có một cái chuyện anh một cái tin mới là anh Duyên, tức là New York Times hình như tối thứ tư thì họ loan tin là cái cuộc điều tra mà về cử tri giả đó, tại một số tiểu bang đó, khi mà phía Cộng hòa họ lập cái danh sách đại cử tri giả, 7 tiểu bang, dạ 7 tiểu bang, thì quý vị biết đây là cái cuộc điều tra đại bồi thẩm đoàn.
Và New York Times họ cho biết là đại bồi thẩm đoàn của cuộc điều tra này mới đây đã tống một loạt trác đòi và yêu cầu ra trình diện lấy lời khai trước cái cuộc điều tra này, tức là trước đại bồi thẩm đoàn. Mà những người nhận được trác đòi lần này là một số luật sư, trong đó có ông Rudy Giuliani, trong đó có ông John Eastman, và trong đó có hai luật sư, đó là cái bà Jenna Ellis còn rất là trẻ, và cái ông luật sư là Kenneth Jesse Pro. Những cái luật sư này, đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy rõ là cái cuộc điều tra này họ nhắm vào những cái luật sư này, những cái luật sư mà được cho là đã đứng ra, đã âm mưu, đã thúc giục cái ngành lập pháp của các tiểu bang lập những cái danh sách giả đó. Mà Hương Giang nhớ là anh Duyên với Hương Giang có nói là cái vấn đề mà lập danh sách giả, lập những cái tài liệu giả, gửi những cái tài liệu giả đến các cơ quan, đó là một cái tội đại hình liên bang, felony. Mình biết chuyện đó rồi. Và chúng ta thấy là cái cuộc điều tra này nó đang được tăng cường. Nhưng mà cái câu hỏi mà Hương Giang dành cho anh Duyên, có phải cuộc điều tra này nó đang tiến tới gần ông Donald Trump hay không? Khi mà họ điều tra những cái luật sư hết sức là thân cận của ông Donald Trump. Bây giờ mình phải nói cho rõ nha, trước khi mình đi xa hơn, là cái cuộc điều tra này là của tiểu bang Georgia. Mình không, biết... hai bên. Một á, là của tiểu bang Georgia, và okay. Một á, là của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp á, thì bởi vì anh nữa, cái chuyện mà gọi là những cái slate giả đó, mà nếu mà nó liên quan tới cái tiểu bang Georgia đó thì nó nằm ở dưới quyền của cái bà Fannie Willis. Dạ. Còn nó bao trùm 7 tiểu bang đó thì nó nằm ở trong cái đại bồi thẩm đoàn của ông Merrick Garland. Thì hiện giờ khi mà chúng ta nghe, chúng ta biết là hiện giờ có hai cái đại bồi thẩm đoàn. Cái đại bồi thẩm đoàn của Georgia và cái đại bồi thẩm đoàn của Merrick Garland. Mà nếu mà giả sử, tại vì cái kẹt của mấy cái người này đó là họ đưa lên là 7 cái slate của mấy tiểu bang, anh Duyên không có nhớ hết 7 tiểu bang đâu, nào là Nevada, là Wisconsin, là Pennsylvania, là Arizona, là rồi hai tiểu bang nữa. Georgia nè, đó, rồi đại khái nó là 7 tiểu bang. Thì 7 tiểu bang này họ làm, mà còn họ còn ký ở dưới nữa, cái tiểu bang mà duy nhất mà họ đã làm cái electors giả rồi, cái danh sách giả rồi mà họ không dám đưa vào đó thì đó là Pennsylvania. Chứ còn 6 tiểu bang kia là đã gửi lên cho tới National Archive, đã gửi lên tới Thượng viện. Chính vì vậy cho nên cái đêm mà ông Mike Pence ông chuẩn nhận để nói là Donald Trump thua đó, thì ông nói rõ thêm một cái câu này nè. Ông nói là dựa theo lời hướng dẫn của cái bà thư ký quốc hội gì đó, của cái bà mà làm việc chuyên quốc hội, bà này thì không có đảng gì, cộng hòa gì đó, thì ông mới nói rằng là tôi chỉ chuẩn nhận cái danh sách chính thức mà từ các tiểu bang đưa lên mà thôi. Hương Giang nhớ cái chuyện đó không? Dạ, nhớ. Cái danh sách mà đi kèm theo mà giả này đó, những cái người đó khi mà mình nộp một cái, bây giờ thí dụ một người bình thường mình nộp đơn di trú nè, mà mình chỉ cần nộp một cái khai sinh giả, hay là mình nói là mình có bằng tiến sĩ, tới chừng mình nộp cái bằng vô thì người ta nói là ông bằng tiến sĩ này dỏm, hoặc là nói tôi là hoa hậu, nộp cái bằng hoa hậu vô, hoa hậu giả, tiến sĩ ma, hoa hậu giả mà đưa vô sở di trú đó, là hay là đưa vô cho chính quyền đó là lãnh tội liền đó, chứ đừng nói chi ba cái chuyện mà gọi là elector này nguy hiểm lắm. Ở cộng đồng mình thì ok. Cho nên quý khán thính giả, đối với người Mỹ đấy, làm luật rồi mới biết là một cái văn kiện mà mình đưa vô đó mà dỏm rất là nguy hiểm. Cho nên thưa quý khán thính giả, là những cái tay mà gọi là những cái người mà ký ở đó là đã bị kẹt rồi, lại thêm những cái người luật sư mà dàn dựng cái chuyện này, như là Hương Giang mới vừa nói hồi nãy đó, John Eastman nè, Giuliani nè, Anna Ellis dính hết, rồi bà gì mà bà nói là không Sydney ai tin Powell. Tôi hết, Sydney Powell đó, bà này bà nổi tiếng là bà nói là tôi không có tội là tại vì những điều mà tôi làm gian dối đó không ai tin hết trơn á, tội nghiệp. Dạ, nhưng mà như vậy có phải là các công tố viên họ đang tới gần ông Donald Trump hay không? Cái câu trả lời là yes.
Bây giờ những cái vụ kiện pháp lý đó nó càng lúc nó càng thắt chặt nó gần hơn rồi. Thành ra nhá, cái Hồi anh Duyên. nãy, hồi nãy anh Duyên có nhắc đến cái cuộc điều tra của bà Janice là tổng biện lý quận Fulton ở tiểu bang Georgia, thì theo lịch vào thứ năm tuần sau thì một trong những nhân chứng đầu tiên mà ra khai trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của bà Janice đó là Ruffenberger, Roethlisberger. chánh thư ký của tiểu bang Georgia, người đã nhận cái cuộc điện thoại của ông Donald Trump, mà cái cuộc điện thoại đó sau này được xem là qua nó tương đương giống như cái vụ Watergate vậy đó. Hồi nãy anh Duyên có nhắc đến Mark Meadows và Hương Giang có nhắc đến Cassidy Hutchinson. Quý vị biết là tuần trước đó cô này ra điều trần trước Ủy ban đặc biệt Hạ viện ngày điều tra vụ 6 tháng 1. Đây là cuộc phiên điều trần thứ ba mà tuần trước cô ra thì chỉ có 90 phút mà thôi. Và bây giờ chúng ta biết là nó càng ngày càng có nhiều thông tin. Là trong cái phiên điều trần này thì họ đã chất vấn và cô này cô đã khai cái vấn đề mà anh Duyên vừa mới chia sẻ với quý vị. Đó là về cái vấn đề ông Donald Trump đã approve, tức là nói với Mark Meadows là ông ta đồng tình với cái những cái lời Và hô hào là Tổng thống. cái câu ông nói là Mike Pence should be hanged, đó là cái câu theo cái report của tờ New York Times. Nhưng mà cô Cassidy Hutchinson cô còn khai thêm một cái điều nữa, đó là có một lần Mark Meadows, tức là ông sếp lớn, ông sếp của cô tiếp Perry, tự nhiên ra Scott Perry, Scott Perry hay là Rick Perry? Scott Perry ở của dân biểu của Pennsylvania, thì đây ông này đó, ông Perry là ông nằm trong năm dân biểu mà bị được ủy ban yêu cầu là ra hợp tác với họ. Ông này là người đã đề nghị, ông này tham gia vào cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Nhưng mà theo lời của cô Hutchinson là sau khi mà hai người nói chuyện với nhau đó, sau khi mà ông Perry đã ra về rồi thì ông Mark Meadows đã đốt một số tài liệu. Bây giờ chúng ta không biết là những cái tài liệu gì Mark Meadows đốt, đốt rồi thì đâu còn chứng cứ đâu. Nhưng mà nội cái chuyện mà nếu mà các nhà điều tra có thể chứng minh được là Mark Meadows có thể đã đốt một cái tài liệu nào đó chúng ta không biết, cho là có đốt đi, thì đây có phải là một yếu tố phạm tội hay không? Nếu ok, sở dĩ mà người ta nói đốt một cái tờ tài liệu nào mà phạm tội đi thì hỏi là vậy thì tại vi phạm luật gì? Cái luật đó nó gọi là Presidential Records Act đúng không? Đúng Vậy rồi. thì thứ nhất, Mark Meadows và cái tay này, hai tay này không có người nào gọi là presidential hết, họ không có người nào là president hết trơn á. Thành ra cái vấn đề mình không hiểu là cái tờ giấy họ nói chuyện, đây là hai người thường dân mà không phải là thường dân, tức là họ là viên chức nhưng mà họ không phải là president. Thành ra cái vấn đề cái chữ mà presidential có áp dụng vào, thí dụ như mà cái điều mà ông ghi đó mà nó có liên quan tới những cái activity, những cái gì mà nó dính dáng tới cái function, cái việc làm của văn phòng tổng thống, mặc dù không phải là chính của tổng thống Donald Trump mà nó dính tới văn phòng tổng thống đó, thì có thể là ông còn bị. Bây giờ thì như Hương Giang nói đó là người ta ngờ như vậy, nhưng mà cái tờ giấy nó đốt rồi không biết nội dung nó là cái gì, thành ra khó mà nói là ổng đã vi phạm chưa lắm. Chứ còn thật sự nếu mà cái đó mà chính là handwritten của Donald Trump mà Donald Trump đốt, thì cái giây phút mà cái handwriting của Donald Trump mà bị đốt đó là đã vi phạm rồi, bởi vì nó có cái chữ presidential nằm trong đó. Thành ra nếu mà nói gọi là buộc tội mấy cái ông này đó, mà luật sư của họ mà đại diện cho họ thì họ cũng sẽ lập luận giống như anh Duyên vậy thôi à. Đây là hai viên chức, một họ không phải, mà cái câu chuyện của họ đó, yes tôi đốt, mà hai người này không phải là tổng thống, thành ra không biết cái nội dung trong đó, rất mà khó để mà buộc họ cái tội đó. Nhưng mà của tổng thống Donald Trump thì là đã dính rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, cái luật mà gọi là Presidential Records Act đó, cái dân làm luật ở Mỹ đó họ nói rằng là cái luật đó nó không có teeth, có nghĩa là nó không có răng. Có luật mà hỏi rằng là trừng phạt Không cái thực gì thì thi. không có thể nào mà nghiêm chấp được hết trơn á. Cái này mới là nghiêm chấp nè, chẳng hạn như 15 thùng mà chở từ tòa Bạch Ốc mà chở về Mar-a-Lago đó,
cái đó là những cái tài liệu mà nó được classify, nó được kể là mật hoặc là tối mật của quốc gia đó, thì chỉ cần dời từ một cái chỗ là tòa bạch ốc đi về một cái chỗ mà không có được authorize, không có được cho phép là đã vi phạm rồi. Cái đó thì nó rõ hơn. Rồi quay trở lại. Nhưng mà ông Mark Meadows, ông đốt tài liệu khi ông ở trong văn phòng của ông, mà văn phòng của ông là văn phòng của tòa bạch ốc. Ông đốt tài liệu trong khi trong giờ làm việc, khi ông là chánh văn phòng, khi ông là động lý của tòa bạch ốc. Những cái yếu tố đó nó không có help. Nó mỏng. Thứ nhất là cái yếu tố đó nó rất là mong manh, dễ cãi cho nó trôi lắm. Và điểm thứ hai nữa, giống như anh Dương nói đó, ngay cả ông vi phạm là ông hủy tài liệu của trong lúc đó đó, thì cái Presidential Records Act nó không có buộc tội ông gì hết á. Cho nên nếu mà giả sử mà có thuốc lá mà thiếu giấy vấn, mình quấn thuốc đó rồi mình đốt thuốc lá mình hút cũng không sao. hồi xưa ở Việt Nam á, lấy cái tờ lịch đó, anh nhớ cái lịch xé từng ngày, cái lịch từ giấy nó mỏng ta, xong rồi quấn thuốc giờ đó, đúng rồi đó. Tự nhiên anh Dương nói là Hương Giang nhớ. Bây giờ bản tin, một bản tin nữa trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi đó thì chúng ta biết là Ủy ban đặc biệt Hạ viện họ chuẩn bị là bắt đầu điều trần vào ngày 9 tháng 6, tức là còn 2 tuần nữa thôi. Họ đang gấp rút mà họ đã gửi ra 5 lá thư gửi đến cho 5 nhà lập pháp, 5 dân biểu của Cộng hòa, trong đó có ông Kevin McCarthy, trong đó có Jim Jordan, trong đó có Scott Perry, trong đó có thêm 2 người nữa tôi đang quên mất. Yêu cầu những người này hợp tác với cuộc điều tra, bởi vì họ có chứng cứ cho thấy là họ muốn biết rõ là những người này, tại vì có những cái chứng cứ cho thấy là họ có. Ví dụ như ông Jim Jordan thì có gọi điện cho Tổng thống chẳng hạn, ông Kevin McCarthy cũng có gọi cho ông Donald Trump trong thời gian xảy ra bạo động. Bây giờ cả 5 vị này đó, họ từ trước cho đến giờ thì ngoài Kevin McCarthy ngày hôm nay ra thì 4 vị kia tất cả đều cho rằng là cái ủy ban này là ủy ban bất hợp pháp. Cho nên cái trác đòi của họ không có giá trị. Nhưng mà họ không có tỏ dấu hiệu là có tuân thủ hay không tuân thủ. Nhưng mà Kevin McCarthy ngày hôm nay thì nói thẳng luôn là sẽ không có tuân thủ theo cái yêu cầu của ủy ban này. Còn Jim Jordan thì ngày hôm qua hôm kia gửi ra một cái lá thư hình như dài 6 trang. Còn ông McCarthy ngày hôm nay gửi ra cái thư 11 trang. Cả 2 vị này, ông Jim Jordan gửi thư trước rồi McCarthy ngày hôm nay gửi thư sau. Nhưng mà 2 vị này đều có cái quan điểm giống với nhau. Đó là họ bảo thứ nhất là muốn họ ra đó là phải cho họ biết là những cái chứng cứ gì, những cái tài liệu gì mà ủy ban chuẩn bị sử dụng để đặt câu hỏi thẩm vấn họ. Kevin McCarthy còn nói nữa là ông cần phải xem những cái phân tích nội bộ của ủy ban này để cho thấy rõ ràng là lý do lập luận của họ về cái vấn đề tống chát đòi, về cái vấn đề yêu cầu lời khai của ông có xác đáng hay không. Hai vị này có quan điểm có tương tự với nhau, không biết là có hai người có phối hợp với nhau hay không. Nhưng mà anh Duy nghĩ rằng với cái sự chống đối như vậy thì bây giờ cái hướng sắp tới của ủy ban này như thế nào? Rõ ràng là bây giờ đó, họ rõ ràng là họ cho thấy là họ không có muốn hợp tác rồi. Mình trước khi mà ủy ban mà đưa ra đó, thì ủy ban common sense, nếu mà anh Duyên với lại Hương Giang mà ngồi trên cái ủy ban đó, mình biết mình đưa ra là chắc chắn mấy tay nồi này sẽ chống đối thôi. Cái mà giữa Jim Jordan và Kevin McCarthy khác mấy người khác ở chỗ nào? Là tại vì Kevin McCarthy với Jim Jordan đó, họ đang là dân biểu, họ đang là đồng viện với lại cái ủy ban này. Thành ra cái ủy ban này đó là cho tới bây giờ nó chưa có một cái precedent nào là nếu mà những người này, mà những cái người mà đồng viện của mình mà không tuân thủ đó, thì mình sẽ phải, mình có thể làm được tới cái mức nào. Cho tới giờ phút này, những cái điều đó là những cái điều mà trong lúc mà chúng ta đang tìm muốn biết đó, thì chắc chắn là luật sư của cái ủy ban ngày 6 tháng Giêng đó, họ cũng đang điều tra, đang xem xét để coi là họ có chọn lựa nào, số 1, số 2, số 3, số 4. Thì mình cũng đã nói rồi,
Nếu mà giả sử cái ủy ban này mà họ nói rằng là họ muốn nện mấy cái tay này với một cái nó gọi là inherent contempt đó, thì cái người sergeant at arm có thể tới còng bắt giam rồi tính sao, là đó là cái nặng nhất. Rồi cái kế tiếp rồi cũng đi ra những cái resolution nói rằng là sẽ bác bỏ này nọ. Thành ra ủy ban của quốc hội đó, cái power của họ nó tương đối, nó giới hạn. Cái này mới là quan trọng nè, là những gì mà họ có trong tay, mà nếu trong tương lai họ làm việc với lại bên phía bên bộ tư pháp, thì những cái tay này có thể phải ra, sẽ nếu mà những tay này mà bị subpoena bởi một cái grand jury của bộ tư pháp đó mà không ra đó, thì chắc chắn cái chuyện mà bộ tư pháp tới còng tay bỏ vô tù, cái chuyện đó nó dễ dàng lắm. Chắc chắn họ sẽ ra, để mà khi mà họ ra đó, họ nói là tôi tuyên bố cái tu chính án số 5 bảo vệ tôi mà, họ sẽ không trả lời. Lúc đó nếu mà giả sử bên bộ tư pháp mà quyết định đưa mấy người này ra tòa để xử anyway đó, thì bộ tư pháp phải có những cái bằng chứng nó rất là chắc chắn, rất là chắc nịch để mà có thể đưa mấy người này ra xử. Thành ra cái thủ tục mà về pháp lý dành cho những người này đó thì tương đối nó phức tạp hơn và nó kéo dài hơn. Nhưng mà cái vấn đề là anh Duy muốn như vậy. Anh Duy muốn là phải làm để cho mấy tên này phải, nghĩa là nếu mà họ muốn chống lại đó, phải tốn tiền luật sư rồi phải trả lời. Chứ nếu mà mình không làm gì cả đó, thì mình sẽ không tìm ra mấy cái lỗ hổng pháp lý để mà trong tương lai mình ra luật để mình khép lại được. Cho nên chính cái quỹ, thành ra mình phải dùng cái common sense này. Mình cứ tưởng tượng là Hương Giang với anh Duyên đang ngồi với cái ủy ban J6, cái ủy ban mà của ngày 6 tháng Giêng đó. Và cái câu chuyện của họ cũng giống như anh với Hương Giang đang thảo luận, là nói rằng là nếu mời thì nó sẽ chống thì mình có điều số 1, số 2, số 3, số 4 mình làm gì. Rồi giả sử mình không làm gì được đó, mình có kêu nó ra không? Cho dù khó đi nữa vẫn lôi nó ra, mà lôi nó ra để cho nó chống lại. Mà khi mà nó chống lại đó thì nó mới hiểu được rằng là nó mới vỡ ra những cái kẽ hở mình làm được trong tương lai. Cho nên dù gì đi nữa, cái chuyện mà làm tới nơi tới chốn, cho dù nó khó cỡ nào, để mà mình học những cái bài học từ những cái khó đó. Cứ nếu mà muốn kiện nhau, cứ lôi ra tòa để rồi nhờ mấy ông quan tòa, mấy ông nhìn vào cái sự việc rồi mấy ông ra cái phán quyết. Cái đó nó cũng giúp cho mình trong tương lai nữa. Cho nên nói gì thì nói, anh Duyên đồng ý là cái January 6 Committee cần phải làm. Khi mà đưa ra mấy tên này nói rằng là cái ủy ban này là không có legitimate, tòa đã xác nhận rồi là cái ủy ban này đã hợp pháp rồi. Cho nên cái lý luận đó không có là cái gì cả. Cái lý luận kế tiếp là đưa cho tôi, họ cho tôi biết hỏi cái gì thì tôi mới ra trình diện đó. Thì cái đó luật sư của ủy ban ngày 6 tháng Giêng đó bây giờ đang cân nhắc để mà coi có thể làm việc với luật sư của mấy tên này tới cỡ nào, thì người ta có thể gọi là trao đổi đó mà, để mà yêu cầu mấy tên này ra nói chuyện. Nhưng mà dù gì đi nữa, cái hành động mà gọi là subpoena họ, triệu họ ra để cho thấy rằng là mình muốn mọi cái ngõ ngách về pháp lý đó phải được sử dụng hết, không có chừa một cái ngõ ngách nào mà mình không đụng tới. Quay trở lại. Cảm ơn Duyên, và thưa quý vị, đây cũng là một mặt trận mà chúng ta cần phải theo dõi. Nhưng mà hồi nãy anh Duyên có nhắc đến hai chữ common sense, làm Hương Giang nhớ là ngày hôm qua đó, ông Joe Biden, ông có nói trong cái bài phát biểu của ông, thì ông có nói ngày hôm qua hôm kia gì đó, ông có nhắc đến hai cái chữ common sense này. Ông nói là cái việc mà thắt chặt súng ống là cái điều common sense, cái điều theo lẽ thường thôi. Và tu chính án thứ hai không có absolute. Anh Duyên nghĩ sao? Hồi đó, một cái ông thẩm phán mà Antonin Scalia đó, mà ông chết rồi đó, ông nói là tuyệt đối bản hiến pháp là đét. Anh Duyên còn nhớ mà, cái câu trả lời anh Duyên đối thoại với ông thầy mình, anh Duyên đùa với ông, anh Duyên nói là nếu mà cái bản hiến pháp mà đét đó, tại sao chúng ta có 27 tu chính án? Đúng rồi. Có nghĩa là
từ hồi mà ra ra anh bởi giờ đó anh Duyên hay 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 đấu lý với là ông thầy Duyên lắm. Ông nói là Antonin Scalia nói là bản hiến pháp đó là, tại vì ông này bảo thủ lắm, là cái gì là hiến pháp là absolute, là không thay đổi được, thì mới đưa cái câu ra Antonin Scalia nói vậy. Cái anh cười anh nói là nếu mà death 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 ra mình có 27 lần thay đổi nó có death, cuộc đời thay đổi, súng đạn thay đổi, cái gì cũng thay đổi hết. Vậy thì mình có thể ra luật để mình sửa đổi, cho nên nó ông tổng thống Biden nói là common sense, à không có absolute, thì cái statement đó là một cái correct statement. Quay trở lại. Cảm ơn anh Duyên, và thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi tạm ngưng nhưng mà cũng muốn cập nhật quý vị một chút xíu, đó là tình hình chiến sự tại Ukraine. Quân Nga thì bây giờ đang đạt được một số tiến bộ ở vùng Donbass, có nghĩa như là quân Nga đang mở rộng cái lãnh thổ mà chiếm đóng ở vùng Donbass. Nhưng mà ông Zelensky trong bài phát biểu tối hôm nay trước đồng bào của mình thì ông nói là chúng ta sẽ giành lại lãnh thổ của mình. Đó là lý do mà tại sao Zelensky đang yêu cầu các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, gửi tiếp tục gửi cho họ những cái vũ khí hạng nặng, và lần này yêu cầu là vũ khí còn hạng nặng hơn nữa, chẳng hạn như là hỏa pháo tầm xa chẳng hạn. Phía Mỹ ngày hôm nay cho biết là ông phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài cho biết là phía Mỹ đã nhận được yêu cầu nhưng mà đang cân nhắc. Đó là cái bản tin cập nhật mới nhất về tình hình ở Ukraine, và không biết là anh Duyên còn có ý kiến gì trước khi mà Hương Giang kết thúc chương trình ngày hôm nay hay không? Ý kiến đó là về cái chuyện mà Ukraine đó thì đòi giành lại đất này nọ rồi Mỹ viện trợ súng này qua đó, nhưng mà ngài Henry Kissinger đó thì nói Đúng rồi, đúng rồi, cứ dâng đất đi, cứ dâng đất cho Nga là sẽ yên rằng ổn, trời ơi. là cứ dâng đất cho Nga đi rồi là everything ok, đừng có đụng tới Đài Loan, vậy mất lòng Tập Cận Bình đó, đại khái nó như thế. Thì thôi anh Duyên chỉ nhắc hai cái điều đó. Ông Zelensky này, Hương Giang vẫn suy nghĩ là không biết là ai viết bài phát biểu cho ông. Thực sự cho đến giờ người ta vẫn chưa tiết lộ ai là người viết bài phát biểu cho Zelensky á. Không phải, không, cái câu đó không phải là của Zelensky, của Không không không, Kissinger. ý với Hương Giang nói là trong cái bài phát biểu mà phản bác lại ông Kissinger á, Zelensky nói cũng sắc sảo lắm anh. Bây giờ Nói là Kissinger anh Duy chỉ nói như vậy thế nào, các cái hết giờ rồi, thành ra mình không, lần tới mình sẽ nói lại cái bài 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 mà Hương Giang mới nói, nhưng bây giờ mình nói gần hết giờ nên anh chỉ nói là cái hội nghị Davos đó là toàn là tỷ phú và những người có quyền ở trên thế giới, cái cỡ như ông thơ hoàng tử Ả Rập đồ này nọ đó, họ tới để mà họ họ không có ra luật gì cả, nhưng mà họ nghĩ tới những cái đường hướng, những cái chính sách để mà họ áp dụng vào trong cái chính trị thế giới. Đó chỉ là một cái forum, cái diễn đàn thôi. Vậy thì Kissinger đã 98 tuổi rồi. Vậy thì ai là cái người mà vận động để Kissinger tới đó, mà chẳng những tới đó không phải tham dự nữa, tới đó mà lại được quyền lên tiếng, mà lên tiếng đi ngược lại tất cả 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 tất cả Mỹ và phương Tây, mà lên tiếng giùm cho Putin và lên tiếng giùm cho Tập Cận Bình. Những cái câu mà Kissinger nói gì, nói rằng là Âu Châu, phương Tây và Mỹ đó đừng có làm mất lòng Nga, là tại vì Nga quan trọng cho châu Âu hơn là Ukraine. Đừng làm mất lòng Tàu, là tại vì mình không có nên, nghĩa là để cho Đài Loan xen giữa vào những cái chuyện mà khi mà mình nói chuyện với Tàu đó, mình đừng có để cái vấn đề Đài Loan nó xen vào. Đó là 50 năm trước, Kissinger cũng đã phản bội y hệt như vậy, bán đứng Đài Loan cho Tàu, bán miền Nam cho Tàu, đại khái như thế. Cái đó nó rõ rồi. Thành ra được có một cái điều là ông này có một cái điều là trước sau như một đó, hồi sau hồi trước phản bội, giờ là bây giờ phản bội y hệt vậy, trước sau như Zelensky nói là Kissinger quên mất đây là Davos chứ không phải Munich, và Kissinger quên mất đây là năm 2022 chứ không phải là năm 1938, mà năm 1938 thì Kissinger mới có 15 tuổi à. Bây giờ Hương Giang nói là Hương cái Giang gì, thắc mắc là ai 1938 biết. mà Kissinger 15 tuổi, I mean Kiss 15 tuổi. No, Kissinger 1938 là Kissinger mới có 15 tuổi thôi. Ông Zelensky ông chửi xéo, ông chửi xéo. Dạ, ông nói cái hòa ước mà ký năm 1938 ở Munich đó. Nói chung ông Thì chửi bà, xéo. nếu vậy, vậy thì anh cũng bên Kissinger nè.
À, nó tại vì lúc đó tôi 15 tuổi, bây giờ tôi chưa đâu có đụng tới bên Ukraine. Tôi đợi tới năm 1973 tuổi, tôi lớn lớn chút tôi mới bán Việt Nam Cộng Hòa đó. Đại khái như thế. Dạ, thôi những nụ cười rộn rã của chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, vẫn theo dõi và vẫn ủng hộ. Cảm ơn anh Duyên, xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin chào.